Kính chào cô bác anh chị và các bạn, ngày hôm nay ngày 7 tháng 12 2020 chúng tôi tiếp tục chia sẻ giá mủ. Thì đầu tiên trước khi chia sẻ giá mủ, chúng tôi cũng xin phép bà con là chúng tôi giải đáp một cái số câu hỏi mà bà con đã gửi về. Thì bà con có hỏi là sau đó thì chúng tôi sẽ chia sẻ giá mủ ha cô bác anh chị. Thì bà con có hỏi là cái giống BB255 á là mua ở đâu, và cái giống BB235 với giống BB255 thì nên trồng cái loại nào. Thì chúng tôi cũng chia sẻ với cô bác anh chị nhiều cái clip về nông trường cao su Minh Hưng. Thì chúng tôi cũng chia sẻ cái giống chủ lực và đứng vị trí số 1 ở nông trường cao su Minh Hưng á, thuộc huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước á, là giống BB255. Và có rất nhiều bà con xem được cái video clip đó và bà con biết được cái giống đó thì tốt, và bà con cũng so sánh và bà con hỏi cái giống BB235 và cái giống BB255 thì nên trồng cái giống nào và cái nào tốt hơn, và cái giống BB255 thì cây giống thì mua ở đâu. Thì chúng tôi cũng chia sẻ với cô bác anh chị là ở nông trường cao su Minh Hưng thì cái giống chủ lực nông trường cao su Minh Hưng thuộc huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước, thì cái giống chủ lực là cái giống BB255. Còn ở nông trường cao su ở Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh thì cái giống chủ lực cho mủ nhiều, chất lượng và được nông trường ưa chuộng đó là cái giống BB235 nha quý anh chị. Thì mỗi nơi thì có những cái loại giống chủ lực khác nhau, cũng như là ở bên Cẩm Mỹ, Đồng Nai, hay là nông trường Bình Sơn Đồng Nai thì bây giờ đã quy hoạch làm sân bay Long Thành Đồng Nai rồi, thì ở bên đó là ưa chuộng và cái giống mủ nhiều nhất là cái giống GT1. Thì và ở Kon Tum, và ở Kon Tum nha cô anh chị, thì cái giống mà cho mủ nhiều và thích hợp với khí hậu ở Kon Tum đó là cái giống BB260. Thì cô anh chị thấy xoay quanh qua lại thì cái giống BB vẫn chiếm vị trí chủ lực ở khắp các vùng hơn cô bác anh chị. Khác nhau là BB235 và BB255 cũng như là BB260. Thì theo chúng tôi á, là cái vùng đất ở Trân Thành, ở Bình Phước, thì cô bác anh chị trồng cái giống BB235 cũng như là cái giống BB255 đều thích hợp. Và cái giống BB235 á, thì nó có nhiều loại giống là BB235 da xanh và da đen, là hai cái loại giống mà mủ nhiều hơn cô bác anh chị. Cũng như vậy thì cái giống BB mà BB255 á, thì chúng tôi thấy á, là cái giống đó như chia sẻ của nông trường cao su Minh Hưng, thì cái giống đó là cây to nè, mủ nhiều, độ cao, hàm lượng độ cao á, và da mềm, vỏ mềm, dễ cạo, trữ lượng gỗ lớn, cũng không thua gì cái giống BB235. Và cái nữa là nó tự tạo tán cho nó luôn cô bác anh chị, mình khỏi phải cắt đọt tỉa cành ha. Thì đó là những cái ưu điểm của cái giống BB255. Thì theo chúng tôi á, thì cô bác anh chị có thể là trồng cái giống BB235 hoặc là cái giống BB255 ở vùng đất ở Bình Phước, ở vùng Đông Nam Bộ này đều được hả cô bác anh chị. Thì cô bác anh chị thấy là chủ lực ở nông trường cao su Minh Hưng thì BB255, còn ở bên Tây Ninh, ở nông trường Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh thì là cái giống BB235. Và bây giờ ở nông trường cũng trồng những cái loại giống mới như giống Rêu 124 thì ở nông trường cao su Minh Hưng chúng tôi cũng thấy có lóc là mủ đạt, nhưng những cái lóc mới cạo á, thì mủ chưa đạt, cũng như ở bên nông trường cao su ở bên Tây Ninh, Suối Ngô của quán chị cũng có trồng cái giống mới là Rêu 124 thì thấy mủ cũng chưa đạt cô bác chị. Và hiện giờ thì ở nông trường cao su ở bên Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh á, thì vẫn trồng mới lại những cái giống BB235, bởi vì cái giống đó là cái giống chủ lực, bất kỳ nông trường nào cũng có những cái giống chủ lực, sau đó là trồng thêm những cái giống khác nữa.
để kéo độ cũng như hàm lượng với nhau, nhưng vẫn xác định cái giống nào là cái giống cho mủ chủ lực. Thì ở nông trường Cao su Minh Hưng là cái giống BB255 và cái giống riêu riêu 5. Còn cái giống ở bên nông trường Cao su ở Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh đó, là cái giống chủ lực là cái giống BB235. Thì cô bán chị hỏi là hai cái giống BB235 và 255 thì nên trồng cái giống nào tốt hơn á, thì chúng tôi nhận thấy tùy cái khu vực mà cái giống nên trồng cái giống nào hơn cô bán chị, nhưng mà hai cái giống đó đều tốt hết, thì cô bán chị trồng cái giống nào cũng được. Và cô bán chị hỏi là mua cây giống thì như mua BB255 á thì mua ở đâu, thì cũng có rất là nhiều nơi, và chúng tôi cũng chia sẻ với cô bác anh chị thì cái địa điểm mà chúng tôi cảm thấy là uy tín, chất lượng và làm trên 25 năm, đó là cái địa điểm Cô Phương ở Tân Châu, Tây Ninh. Và chúng tôi có nhiều lần đến đây thì thấy cái giống của cô bán rất là chất lượng cũng như là giá là rất là hợp lý, và cô rất là nhiệt tình. Thì nếu mà cô bán chị muốn mua giống cao su thì cô bán chị có thể liên hệ cái số 0346226687, Cô Phương là chủ cơ sở bán giống cao su Minh Phương ở Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh. Thì chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ luôn cô bán chị phân biệt hai cái loại giống là giống tum trần và tum bầu. Tum bầu á thì giá thì nó hơi cao hơn cái tum trần, nhưng cô bán chị tum trần thì giá rẻ hơn, nhưng mà lợi thế của hai cái loại đó là như sau. Như tum trần, tum bầu á thì cái tỷ lệ mà sống á rất là cao, tum tum bầu của cô bán chị tỷ lệ sống rất là cao, và cái đạt cái giống là ví dụ cô bán chị chọn cái giống BB235 thì toàn bộ là cái tum bầu mà cô Phương ở đây bán á, là toàn bộ, ví dụ cô bán chị đặt là BB235 thì toàn bộ tum bầu là BB235, không có bị lẫn lộn với cái giống khác. Nhưng cái giống tum trần thì nó hơi bị lẫn lộn, tại vì trong quá trình cắt ghép thì nó hay bị lẫn lộn, thì cái tỷ lệ mà giống thuần chủng cùng một loại đó thì nó thấp hơn với tum bầu, và nơi nào cũng như vậy. Và cái lợi thế của cái tum trần á, tum trần á, thì dễ vận chuyển đi xa, có thể là bó rồi vận chuyển gửi xe đò đi cô bác chị. Còn tum bầu á, thì phải có xe vận chuyển hẳn hoi. Và về cái bộ rễ đó, bộ rễ của bác chị thì cái tum trần nó sẽ có cái bộ rễ cho cái cây á, nó cái bộ rễ của nó sẽ tốt hơn tum bầu hơn cô bác chị. Tại vì khi mà thòng tum trần thì cô bán chị phải phải đào lỗ, phải cắm bộ rễ nó xuống thật là sâu, sâu hơn cái tum trần, và cái bộ rễ của cây tum trần nó dài hơn, và có bộ rễ dài hơn á, thì nó sẽ hút được cái, nó phát triển tốt nè, thứ nhất là phát triển tốt, thứ hai là nó hút được những cái chất chất mà cần thiết để làm cho cái cây cao su nó cứng cáp. Nhưng cô bán chị nó cứng cáp rồi nó kháng được gió. Cô bán chị thấy những nông trường cao su lớn á, trồng từ năm 1000 trồng từ năm 1995 cũng như là năm 86, nhưng mà những cây to BB235 to như vậy mà nó vẫn tồn tại đứng sững tới bây giờ là do cái bộ rễ nó được trồng từ cái cây tum trần, là rép tại chỗ hoặc là mua giống về trồng, nhưng mà mua cái loại tum trần thì cái lợi ích của cái cây tum trần nó là vậy đó cô bán chị. Nó sẽ giúp cho cô bán chị cái cây nó cứng cáp và nó cắm sâu vào lòng đất, nó hút được cái loại những cái chất dinh dưỡng cần thiết để làm cho cái cây cứng cáp, và sẽ được cây nó cứng và nó kháng được gió không cô bán chị. Thì ở cái những cái vùng mà hay gió bão ấy, cô bán chị nên trồng những loại giống cao su mà trồng cái loại giống mà giống tum trần nha cô bác chị. Tức là giống cao su thì có nhiều loại giống, nhưng mà cô bác chị ưu tiên trồng giống tum trần hơn là tum bầu ở những cái vùng mà có gió bão, thì cô bác anh chị trồng cái loại đó ha.
Thì đó chúng tôi chia sẻ đó là ở cơ sở của cô Phương ở Tân Châu Tây Ninh, cơ sở cao su giống Minh Phương. Và cô cũng có trang web thì chúng tôi cũng chia sẻ luôn sau dưới phần bình luận video cho cô bác anh chị nào có nhu cầu mua cây hoặc tìm đến cô thì một là liên hệ qua số điện thoại là 0346 226687 hoặc là qua cái địa chỉ trang web mà chúng tôi gửi dưới bên dưới cái phần bình luận hả cô bác anh chị. Cô bác anh chị sẽ thấy ở trong cái video. Và có cô bác anh chị có anh chị có chị Vũ Y hỏi là ở vùng Kon Tum á thì nên trồng thêm giống gì tốt. Thì ở vùng Kon Tum thì theo chia sẻ của nhiều bà con thì cái giống BB 260 là cái giống rất thích hợp với cái vùng đất ở ở vùng Tây Nguyên. Thì nếu cô bác anh chị muốn trồng thêm giống thì cô bác anh chị trồng thêm giống BB 260 mà da da xanh hoặc da đen vỏ dày nhưng cô bác anh chị ở vùng đất Kon Tum rất là thích hợp, và cái giống này ở vùng đó nó phát triển tốt và nó cho mủ rất nhiều. Cô bác anh chị tránh trồng cái giống BB 260 mà da mỏng vỏ trắng nha cô bác anh chị, nên trồng cái giống BB 260 mà da trắng, da xanh, vỏ đen, da xanh hoặc là da đen, vỏ dày thì nó sẽ có mủ. Và nếu mà và địa điểm mua thì cô bác anh chị có thể mua ở nhiều nơi, nhưng nơi nào cô bác anh chị tin tưởng hoặc là những nơi mà như chúng tôi cũng chia sẻ là cô Phương nè, là cô làm trên 25 năm rồi thì rất là tràn đầy kinh nghiệm và rất là uy tín, mới làm được tới thời điểm hiện tại, và cô hiện tại cô cung cấp cũng rất là nhiều nơi thì chúng tôi rất là thấy rất là tốt và rất là hay, và chúng tôi chia sẻ với cô bác anh chị ở cô Phương ở Tân Châu Tây Ninh đó. Số điện thoại là 0346 226687 nha cô bác anh chị. Tiếp theo thì anh chị Đạt Trần chia sẻ là cách bảo quản mũ kén như thế nào được lâu mà không mất ký. Thì theo chúng tôi biết chỉ có một cách duy nhất, đó là cô bác anh chị cạo mủ xong rồi cô bác anh chị đánh chén hay là đánh đông hay gì cũng được. Cô bác anh chị đổ đầy bao, rồi cô bác anh chị đậy đổ vào cái bao mủ á, bao mà loại bao đựng mủ đó. Cô bác anh chị có thể tự chế hoặc là mua ở những cái địa điểm mà thu mua bán mủ, mua mủ á cô bác anh chị. Cô bác anh chị cứ đổ gần đầy bao rồi cô bác anh chị lấy dây cột kín lại thì nó sẽ giữ được cái mũ đó là nó đỡ hao ký nha cô bác anh chị. Mình trữ như vậy là đỡ hao ký, hoặc là cái đó là cái cách tốt nhất và duy nhất, và nhiều cái cơ sở thu mua mũ đều làm như vậy, trữ mũ vào mùa khô nha cô bác anh chị, trữ mũ vào mùa khô. Rồi như vậy là chúng tôi đã giải đáp những thắc mắc của bà con. Ngay sau đây chúng tôi không làm mất thời gian của cô bác anh chị nữa. Chúng tôi xin chia sẻ giá mủ thế giới ngày hôm nay. Ở sàn Osaka ở Nhật Bản, giá mủ thế giới ngày hôm nay vẫn ổn định với mức là 256,4 yên trên 1 kg. Và giá mủ ở 5 công ty mà chúng tôi hay chia sẻ cho cô bác anh chị thì ngày hôm nay nó là vẫn ổn định. Cụ thể ở công ty cao su Bình Long, mủ nước tại nông trường là 333 đồng trên 1 độ, tại nhà máy là 343 đồng trên 1 độ. Còn ở công ty cao su Đồng Nai thì mủ nước loại 1 là 349 đồng trên 1 độ, mủ nước loại 2 là 342 đồng trên 1 độ, mủ chén là 13.100 đồng trên 1 kg. Ở công ty cao su Lộc Ninh thì mủ nước là 325 đồng trên 1 độ, còn là tại vườn cây Tiểu Điền là 325 đồng trên 1 độ, còn tại nhà máy là 330 đồng trên 1 độ, mủ chén là 12.200 đồng trên 1 kg. Ở công ty cao su Phước Hòa thì mủ nước là 370 đồng trên 1 độ, mủ chén là 12.000 đồng trên 1 kg. Ở công ty cao su Phú Riềng thì mủ nước là 355 đồng trên 1 độ, mũ chén heo giá quy khô là 285 đồng trên 1 DRC. Như vậy ở 5 công ty lớn chúng tôi hay chia sẻ với cô bác anh chị thì công ty cao su Phước Hòa có giá mũ cao nhất với mức là 370 đồng trên 1 độ, và giữ vững ổn định từ khoảng hơn tuần nay nha cô bác anh chị.
Và tiếp theo thì ở Phú Yên thì anh chị em Phạm chia sẻ mũ nước ở Phú Yên ngày hôm nay vẫn ổn định với mức là 340 đồng trên một độ, mũ chén là 13.000 đồng trên một ký. Còn ở Suối Kiết, Tánh Linh, Bình Thuận, anh chị Thiên Quang chia sẻ là mũ nước vẫn ổn định với mức là 330 đồng trên một độ, mũ chén là 14.000 đồng trên một ký. Thì cô bác anh chị thấy thời điểm này cũng gần Tết rồi nhưng mà giá mũ đang giữ ở mức cao, và hiện tại ở thế giới và ở trong nước, giá mũ ở thế giới và ở trong nước đều ổn định như vậy, rất là tốt. Như vậy là tạo điều kiện cho bà con là trong cuối năm thì kinh tế nó sẽ khá giả hơn nha cô bác anh chị. Và anh chị Hùng Đại chia sẻ ở E-Súp Đắk Lắk là 300 đồng trên một độ. Anh chị Đăng Nguyên chia sẻ ở Đắk Tô Kon Tum là 380 đồng trên một độ, mũ chén 14.000 đồng trên một ký. Và có cô bác anh chị thắc mắc là tại sao ở Kon Tum là giá mũ cao như vậy, thì chúng tôi cũng chia sẻ với cô bác anh chị theo những chia sẻ của bà con cũng như là những chuyên gia. Thì ở Đắk Tô Kon Tum là mưa gió lũ lụt các cô bác anh chị, tuy là ở vùng Tây Nguyên nhưng mà cũng có mưa gió lũ lụt cục bộ nên bà con khai thác mũ là nó bị ảnh hưởng, nên cái sản lượng mũ mà công ty những thương lái cũng như những công ty cần để mà mua cũng như là để trữ thì nó bị thiếu hụt, nên cái giá ở đây nó cao, cũng như là các công ty cũng hỗ trợ cho bà con trong quá trình mà mưa gió bà con không có cạo mũ được. Cũng như là sau đó tiếp theo thì ở Bôm Bo thì cơ sở Hoài Tâm, anh chị Tâm Nguyên chia sẻ 340 đồng trên một độ. Ở ấp An Tâm, xã An Phú, Hớn Quảng, Bình Long 335 đồng trên một độ. Ở Long Tân, Phú Riền là 350 đồng trên một độ. Ở Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình Phước là 345 đồng trên một độ. Ở Phú Nghĩa, Bù Gia Mập là 350 đồng trên một độ. Tiếp theo thì mũ chén ở Minh Lập, Bình Phước là 12.500 đồng trên một ký. Ở Trơn Thành là 15.000 đồng trên một ký, mũ dây là 20.000 đồng trên một ký. Ở Huế là 10.500 đồng trên một ký mũ chén. Ở Bình Long thì giá mũ chén là 14.500 đồng. Ở Chư Ba, Gia Lai là giá mũ chén là 9.500 đồng. Ở Bôm Bo, Bù Đăng thì giá mũ chén là 11.000 đồng. Ở Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình Phước là 13.500 đồng một ký mũ chén. Ở Minh Long thuộc huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước là 13.000 đồng trên một ký. Ở Phước Tân, Phú Riền là 11.000 đồng trên một ký mũ chén. Ở Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương 13.500 đồng trên một ký mũ chén. Ở Phú Vân, Bù Gia Mập là mũ chén là 13.000 đồng trên một ký. Như vậy là cô bác anh chị thấy giá mũ ngày hôm nay vẫn ổn định, như vậy là rất là tín hiệu rất là vui hả cô bác anh chị. Rồi ngày hôm nay thì chúng tôi đã chia sẻ xong giá mũ mà bà con đã gửi về, thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn bà con rất nhiều, bà con đã nhiệt tình ủng hộ chúng tôi trong thời gian rất là dài. Và chúng tôi cũng hy vọng sắp tới bà con cũng thường xuyên ủng hộ để cho cái thông tin giá mũ cũng như cái kênh giá mũ được bà con biết đến rộng rãi và chia sẻ những cái thông tin rất chính xác đến bà con toàn ngành cao su hả cô bác anh chị. Rồi cảm ơn bà con rất nhiều, video xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại bà con vào ngày mai.